Xin chào các bạn đã đến với channel của mình ngày hôm nay. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái menu và ngôn ngữ C. Ở đây mình sẽ làm trên phần mềm là DevC. Bước đầu tiên để làm một cái menu thì các bạn khai báo cái thư viện. Mình sử dụng từ khóa là include để khai báo. Sau đó tên thư viện là studio.h. Nếu bạn nào đang sử dụng C cộng cộng thì ở chỗ này tên thư viện là iostream.h. Tiếp theo thì mình sẽ tạo hàm main. Ở trong thân hàm main thì có region form. Rồi mình sẽ sử dụng câu lệnh là do while để tạo vòng lặp. While mình để giá trị là 1 để cho vòng lặp này chạy vô hạn. Trong thân câu lệnh thì mình sẽ xuất ra vài câu thông báo cho cái menu dùng câu lệnh print. Câu thông báo như sau: nếu như người dùng nhấn vào phím không thì sẽ thoát ra khỏi menu. Thông báo thứ hai là nếu như người dùng nhấn vào phím 1 thì sẽ xuất ra giá trị là 1000. Câu thông báo thứ ba trong menu là nếu như người dùng nhấn vào phím 2 thì sẽ xuất ra giá trị là 9999. Rồi sau khi bạn đã tạo ra mấy cái thông báo cho cái menu xong thì bước tiếp theo là các bạn tạo ra một cái biến tên là chọn có kiểu dữ liệu là integer. Dùng thêm một câu lệnh print lên để người dùng nhấn vào cái chức năng ở phía bên trên. Và tiếp theo sẽ sử dụng câu lệnh fscan scan app phần trăm d và tên biến chọn. Tới đây rồi thì các bạn có hai cách để tạo ra các lựa chọn, một là sử dụng switch case, hai là sử dụng fl. Ở đây mình sử dụng fl để đơn giản hơn. Rồi, ở câu lệnh if trong điều kiện là biến chọn giống như bằng không, biến chọn là người dùng mặc vào là không thì sẽ return không để thoát ra khỏi menu. Nếu như biến chọn này mà bằng với 1 thì ta sẽ in ra giá trị là 1000. Ngoài sử dụng mấy câu print này ra thì các bạn có thể đưa một cái hàm nào đó phía dưới câu lệnh print này, cũng có thể để nó vào trong đó. Ví dụ như hàm tính tổng, hàm sức mê trận, hàm tính điểm trung bình chẳng hạn. Rồi, câu ý tiếp theo là nếu như biến chọn mà bằng với 2 thì ta sẽ xuất ra 9999. Tới đây rồi các bạn ghi thêm một cái câu thông báo nữa ở trên thân của hàm do while. Câu thông báo này hãy chọn lại menu. Như vậy là cái menu của mình đã hoàn thành rồi. Thì mình sẽ lưu lại và bắt đầu chạy nó. Mình lưu với tên nào đó. Ở đây bị lỗi là thiếu dấu chấm phẩy. Thêm dấu chấm phẩy vào. Rồi chạy lại. Tôi ra được kết quả như màn hình sau. Nhấn phím 0 là thoát. 1 là xuất ra 1000. 2 là xuất ra 999.
Rồi giờ mình sẽ thử nghiệm nha, mình sẽ nhấn vào phím 1. Rồi nó xuất ra một nè, và biểu là chọn lại menu. Giờ sẽ bấm vào phím 2. Rồi xuất ra chính rồi. Giờ mình nhấn vào phím 0 thì nó có thoát ra menu nha. Rồi thoát ra rồi. Rồi đó là toàn bộ hướng dẫn cách làm menu trên ngôn ngữ C. Hy vọng rằng qua video này thì bạn có thể tạo ra menu chuyên nghiệp hơn. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.